các ông các cái bà mà đã từng là thủ lãnh của những cái bộ này bộ kia mà đã nằm ở trong, đã phạm cái nhiều cái tội tham nhũng quá rồi, thì lần lượt chính phủ phải lôi ra hết. Bác Trọng cũng rất là đau lòng mà phải lôi ra từng ông được không? Đúng, có những ông đã về hưu 5-7 năm nay rồi nhưng mà có vấn đề là vẫn phải lôi ra. Đó, tôi rất là nhiều khi tôi rất là xấu hổ để cho cái người dân quan người ta phải kêu. Thứ nhất là cái đám đồng bào mà ở bên kia Thủ Thiêm, cả một cái ủy ban của thành phố Hồ Chí Minh, rồi cả cái đảng bộ của thành phố Hồ Chí Minh lần lượt coi từng ông thế nào là phải đưa ra hết, trả lời trước chính phủ, bồi thường trả cái đó lại cho dân chúng, và người nào có tội là phải đúng tội là phải xử. Thành ra người Việt Nam đã hy sinh trong chiến đấu, mà ngay cả ở trong lãnh đạo giữ vững cái đất nước đó, ngày nay người Việt Nam luôn luôn, chính phủ Việt Nam luôn luôn là nhìn thấy và đồng bào Việt Nam sẵn sàng hy sinh để mà làm được chính phủ mỗi một ngày mỗi một vững mạnh hơn, công bằng hơn, văn minh hơn. Thành ra vì thế mà tôi thấy là gần đây cứ lôi ra xử hết, từ cái bọn đầu trâu mặt ngựa mà đánh bài cá độ ăn tiền dùng computer để kia đến hàng trăm tỷ đồng. Thành ra cái đó là Bác Trọng luôn luôn là lôi ra hết. Thành ra tôi mở máy ra là tôi xem, tôi rất lấy làm nhà là hãnh diện gì cái đó. Thành ra tôi nhớ là ở trong thời kỳ kháng chiến còn nhiều gian khổ nữa, cái bơm đạn Mỹ ở trên đầu mà Việt Nam, tôi nhớ mấy câu thơ rất là đơn giản, hỏi rằng trong tiểu đội như ai còn ai mất, không ai còn ai mất, ai cũng chết được, mà thôi người sau kẻ trước sống và giặc giữ vững nghìn thua một giống nòi. Thế nên cái việc mình giữ vững cái giống nòi Việt Nam, giữ vững cái tên nước Việt Nam, giữ vững được cái nền độc lập của Việt Nam ông cha ta đã xây dựng, đã đánh, và chúng ta ngày nay chúng ta là đã được thừa hưởng những cái mà gì mà công lao của ông cha chúng ta, thì trong đó ông cha chúng ta cũng đã hy sinh rất nhiều. Thì đó, bây giờ tôi vẫn tiếp tục là thưa đồng bào, nước nhà còn yếu còn nghèo, chúng ta vẫn còn hy sinh, tiếp tục chung tay để hy sinh. Và khi mà anh nói cái sự hy sinh của đồng bào mình, tôi nhớ tới hy sinh của một bà bác sĩ, tức là bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Bà là con một nhà tư sản, thế mà bà bằng lòng bà ra đi để bà hỗ trợ y khoa các anh binh sĩ Việt Nam, và bằng lòng mà hy sinh, và bà đã chết ở đất Phổ, ở Quy Nhơn. Cho nên mình thấy rằng là trong thời chiến cũng như trong thời bình, Việt Nam luôn luôn tôn trọng nhân quyền. Nhân quyền trong thời chiến thì là phải cá nhân phải hy sinh đi để cho an ninh của Tổ quốc, để cho độc lập của Tổ quốc. Nhưng mà trong thời bình thì lại vấn đề khác nữa. Trong thời bình có bác sĩ như là Trần Đông Hà. Xin mời các anh. Quên. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà Biển Đông đó. Thì hôm qua tôi đã lấy được một thứ tài liệu là khi mà đề cập đến vấn đề ngoại giao đó, thì ông Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố như sau là Hoa Kỳ bác bỏ bất cứ tuyên bố chủ quyền nào trong vùng biển xung quanh bãi Tư Chính. Đó là bãi Tư Chính ở ngoài cơ Việt Nam. Và Hoa Kỳ cũng bãi bỏ tất cả mọi chủ quyền của Trung Quốc liên quan tới bãi cảng Luconia của ngoài khơi Malaysia. Và Hoa Kỳ cũng bác bỏ mọi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng đặc quyền kinh tế gọi là EEZ của Brunei và Natuna Basay, tức là tất cả những quốc gia ở vùng Á Châu đó đều được tuyên bố, Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ và bác bỏ mọi chủ quyền phi pháp của Trung Cộng. Trong cái bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có nhiều sự thành đạt. Cái cuộc đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam có thể lên tới 52 tỷ thặng dư cho cái ngân quỹ quốc gia Việt Nam, 52
tỷ đô la. Và trong cái cuộc đòi hỏi của Tổng thống Trump thì Thủ tướng Phúc cũng đã mua 10 tỷ những thực phẩm và những trang bị và một số những cái quốc phòng, những tàu hải, duyên hải để trang bị cho tuần duyên ở Biển Đông. Thì đây là sự đáp ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, có một sự thành công đó. Và cũng nói thêm là từ ngày mà Việt Nam bắt đầu khởi cái sự bắt tay với Hoa Kỳ thì đã xúc tiến được, tìm được những người Mỹ đã missing in action ở Việt Nam, những người Mỹ đã bị mất tích ở trên chiến trường Việt Nam, đã được nhà nước Việt Nam hỗ trợ và giúp tìm tòi những binh lính Mỹ về tới Hoa Kỳ. Cũng như người Việt Nam, chính phủ Việt Nam cũng đòi hỏi Hoa Kỳ cho biết những chỗ chôn những anh bộ đội đã bị mất ở miền Nam. Đây là sự nhân bản đã trao đổi giữa hai quốc gia để tìm tòi những người mất trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Còn nói thêm nữa là tất cả những cái chương trình về chất độc da cam ở trên quê hương đất nước Việt Nam đã được chính phủ Hoa Kỳ công nhận và đã tìm cách hỗ trợ Việt Nam và bỏ tiền, và họ đã rửa sạch ở Đà Nẵng, bây giờ xuống đi Biên Hòa, bây giờ tất cả những cái nơi có những chất độc da cam đã đang được tiếp xúc với chính phủ Hoa Kỳ để tìm những nơi nào có những cái chất độc đó để làm sạch môi trường. Đó là một cái ngoại giao tốt cho hai đối tác giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Và có một điều là bom đạn cũng đã đổ lên trên quê hương đất nước Việt Nam. Có nhiều bom đạn nó chưa được gỡ bỏ, thì Hoa Kỳ cũng đang cố gắng giúp Việt Nam để gỡ bỏ những cái bom đạn đó. Đó là điểm son giữa sự tương tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Anh Phượng có cái gì muốn bổ túc? Bác Phượng, cho tôi xin nói là cái vụ bom đạn mà ở Việt Nam hay là Mỹ đã đánh, đã bỏ ngay ở trên đất nước Việt Nam, nó nhiều tới nỗi bây giờ tôi nghĩ rằng chưa chắc đã có một con số thống kê nào mà thống kê cho nổi hết đấy. Còn về cái việc công việc làm nhân đạo của Việt Nam đối với những cái nước mà đã tham chiến cho Mỹ để mà trợ giúp để vực dậy cái đám Việt Nam Cộng Hòa đó, thì là cái bom đạn đó nó nhiều lắm và cái người chết nhiều lắm. Bây giờ từ ngày mà hòa bình và thống nhất được lặp lại thì tới bây giờ chỉ một con số thế này thôi là Việt Nam đã tìm lại được 700, trên 750 cái bộ hài cốt mà giao thêm cho nước Hoa Kỳ, để cho những cái người Mỹ, những cái người lính Mỹ, con em của dân tộc Mỹ đã chết ở trên chiến trường Việt Nam đã được trao trả lại. Mặc dù cái chuyện trao trả nó rất là khó khăn, bây giờ nó đã những cái hài cốt mà đã nằm ở dưới đó trên 50 năm rồi mà bây giờ vẫn còn tiếp tục, thì là con số mà chính thức mà được kể lên, được thống kê là sau ngày 30 tháng 4, tức là sau ngày hòa bình lập lại và thống nhất đất nước, Việt Nam đã vẫn còn tiếp tục trao trả những bộ hài cốt của những người lính Mỹ mà bị chết ở Việt Nam cho chính phủ Hoa Kỳ. Những cái bộ hài cốt đó đã trở về nhà họ, trở về với cha mẹ của họ, trở về với con em, trở về với chồng, nghĩa là vợ con của họ. Thành ra cái đó là một cái điều chứng tỏ rằng cái người Việt Nam, cái đức tính cần cù và thông minh nhân đạo luôn luôn sẵn có ở trong bất cứ người Việt Nam nào. Thì trong cái cuộc chiến Việt Nam thì tôi biết là có nhiều những thanh niên trẻ Việt Nam đã đi vào Nam, và trên con sông Thạch Hãn đã có nhiều thanh niên Việt Nam tuổi trẻ đôi mươi đã chết ở trên con sông Thạch Hãn này. Và có nhà thơ đọc được 4 cái câu thơ ở trên cái sông Thạch Hãn, là đôi khi mỗi lần mà nghĩ tới đó và đọc tới đó là mình thấy một sự cảm động, sự hy sinh của những thanh niên Việt Nam trẻ đi đòi độc lập tự do cho đất nước.
khi cũng sau khi chiến tranh thì cái sự cái tàn dư của chiến tranh thì nó rất là nhiều, không mức nào kể xiết viết được hết cả cái tàn dư của chiến tranh, hậu quả của chiến tranh thì cũng rất là nhiều. Mình không ở Việt Nam nhưng mà mình ở đây này, mình nhìn thấy cái tác hại hậu chiến trên cái linh hồn, trên cái thể xác của Mỹ, mình mới thấy nó khổ. Đây là bây giờ đó, cái bức tường đá đen này như là một cái tên nó cắm vào cái lòng đất ngay trong cái thủ đô. Tức là một người Mỹ họ khi họ nhìn vào đó, họ nói là như là một cái cọc, họ đau xót lắm, họ như là một cái cọc đóng vào cái bản tim của nước Mỹ. Đúng. Tức là mỗi lần nói Việt Nam thì họ quằn quại. Cái này nè, mà chỉ trong vòng 25 năm kể từ ngày mình thiết lập băng giao, tôi nghĩ đó, mà cái chuyện người Việt Nam thiết lập băng giao là có thế, là tôi không có biết nói gì hơn là chỉ lệnh người ta thôi. Tại vì tôi nhìn người Mỹ mà người Cuba, người Mỹ mà họ chèn Cuba đó, từ lúc tôi đến đây này, tôi nói là mình chết ở đây, mình chôn ở đấy, chứ còn Việt Nam là sẽ không bao giờ mà còn nhìn thấy được. Là tại vì tôi đã nhìn thấy người Mỹ họ chèn người Cuba sau khi họ thu trận Cuba. Mà chỉ trong vòng có 20 năm thôi, người Việt Nam mình thiết lập băng giao lại. Tôi nghĩ cái ba bình thường hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một cái chiến tích khổng lồ của người Việt Nam sau kỳ hậu chiến. Để đến giờ này, 25 năm sau, ngày hôm qua đó, thì trong tuần vừa rồi, thì Peace Corps là một cái tổ chức của người Mỹ, của chính phủ Hoa Kỳ, là một tổ chức NGO của chính phủ Hoa Kỳ, đã được nhà nước Việt Nam chấp nhận cho đến Việt Nam làm việc. Peace Corps, cái tên của nó cũng, tôi rất là thích cái chữ Peace, chữ Hòa Bình. Peace là Hòa Bình. Hòa Bình, Corps là cái thân thể đó. Thì tôi hiểu được, tôi rất thích cái đó là năm 1984, khi mà tôi lúc đó là mình đã về Cali rồi. Thì lúc đó là có cuộc bầu cử, tranh cử giữa ông Reagan và ông George Dukakis, là thống đốc của Massachusetts hồi đó. Là bên đó, vùng đây là miền Tây đánh nhau miền Đông. Ông Dukakis khi mà ông ra, ông trong cái tiểu sử của đó, ông có một cái, trong cuộc tranh cử đó, ông có một cái tiểu, ông nhắc đi nhắc lại một cái điều ông làm cho ông rất hãnh diện, là khi đời còn son trẻ, khi là còn sinh viên, ông có ở đấy ông ăn nhậu, ông đi vào Peace Corps, ông là volunteer cho Peace Corps, ông đến chỗ này chỗ kia ông làm việc. Thì trong, tôi nghĩ trong tuần vừa rồi đó, nhân kỷ niệm 25 năm ngày băng giao Việt Mỹ, Peace Corps đó trở lại Việt Nam, đã được nhà nước Việt Nam cho phép hoạt động. Và cái hành động đầu tiên đó là tôi thấy là ông ông đại sứ Kitchen Brad, ông bảo là sinh viên người Việt, người Mỹ sẽ dạy thiện nguyện cho lần đầu tiên, là dạy về Anh văn cho việc ở trong trường học của Việt Nam. Thì mà thiện nguyện là Peace Corps mà volunteer mà. Thì khi mà tôi nghe thấy điều đó là, thì tôi rất là xúc động, là vì tôi nhất tôi hiểu những người đó họ có một cái tinh thần họ yêu chuộng hòa bình. Như là cái ông Dukakis đó, tôi mình chỉ hiểu chứ Peace Corps khi mà đúng chuyện ông Dukakis hòa bình mà. Thì khi mà tôi nghe đó thì coi anh cho mình nói một câu này. Khi mà nghe đó này, tôi lấy xe từ dưới xe đi vô, tôi lên đây, tôi có một giấc mơ. Giấc mơ là tôi cầu mong, tôi có một giấc mơ là trong cái những người thiện nguyện của Peace Corps, của Peace Corps đến Việt Nam làm việc năm 2020, thì 20 năm sau đó, năm 2040, có một người đàn ông đàn bà tôi không biết, màu da, màu trắng, màu đen, màu gì tôi không biết, nhưng mà tôi có ước mơ là có người, một người ở trong đó đi ra ứng cử tổng thống Hoa Kỳ. Và họ nói rằng thì là, họ chắc nói rằng thì là những điều gì tôi đã hiểu được ở Việt Nam về hạnh phúc của Việt Nam, và những điều gì tôi đã làm được Việt Nam, thì từ giờ trở đi người dân Mỹ sẽ có những cái điều đó. Đấy là cái giấc mơ của tôi. Và tôi biết là tôi không tới là 2040 đâu, nhưng mà đấy là cái giấc mơ của tôi đấy. Không, chính xác tôi nói này. Tiếp theo cái giấc mơ của anh Phượng đó,
thì tôi thấy cái giấc mơ nó quá xa xôi. Đấy, giấc mơ bình thường của tôi là nếu mà tôi quyết định tôi đi về Việt Nam tôi ở đó, thì anh biết tôi làm gì không? Làm thiện nguyện cũng đi dạy Anh Văn. Đấy, thấy không? Cho tất cả trẻ em nghèo. Peace Corps. Tôi sẽ tham gia vào tổ chức Peace Corps đó. Yeah. Và thiện nguyện đi dạy Anh Văn. Yeah. Đấy, thấy không? Chị nói tôi đó là tôi lại có ý. Anh nói. Chị nói tôi đó tôi mới nhớ. Tôi bây giờ là thưa xin lỗi là tuổi cũng cao rồi. Không, à, còn trẻ lắm mà. Tôi không biết là cái ngày mà hết cái dịch virus này thì lúc nào tôi mới có thể tôi có thể về Việt Nam được. Tôi chỉ sợ nó kéo dài nữa mà tuổi tôi thì mỗi một ngày nó mỗi ngắn lại. Thì ra tôi hiểu rồi. Không biết từ đây tới lúc mà tôi còn có đủ sức khỏe để tôi đặt chân về Việt Nam lại nữa không. Thì đó, anh ơi, nghĩa là nó vẫn là một cái niềm, một cái ước vọng của tôi mà tôi nghĩ tới cái tuổi của mình. Không biết mình có còn kịp thì giờ nữa hay không. Thành ra tôi nghe chị muốn về Việt Nam thì tôi nghĩ tới cái thân phận của tôi nghĩ tới cái tuổi tác của tôi lại càng thấy đau khổ, không biết đâu. Không có đau khổ gì cả. Không đau khổ gì cả. Thì thế là đi về với anh rất là khổ. Mình tin tưởng đi, mình sẽ sống lâu, đừng có đau khổ. Đúng như vậy. Nhưng mà tôi nói là cái ước ao của mình được trở về với tổ quốc từng ngày, từng giây, từng phút. Ok. Cảm ơn bác Phương nói thay cho tôi. Cái vấn đề mà anh Phượng nói về NGO nó tùy thuộc vào cái sự cư xử của người Hoa Kỳ, cái sự thân thiện, sự thân thiện và những hành động cụ thể và những chương trình tốt đẹp của Hoa Kỳ đem đến Việt Nam. Tất cả những cái gì mà nó ảnh hưởng và làm tốt đẹp cái sự văn minh, văn hóa nhân bản, nước Việt Nam sẽ hấp thụ. Còn những chương trình nào để tạo ra sự bất ổn cho nền an ninh của Việt Nam, Việt Nam cũng sẽ có những phương cách để đề phòng và để bảo vệ cái quyền lợi cũng như sự an ninh hòa bình cho nhân dân Việt Nam. Cái điều quan trọng mà tôi muốn nói là khi mà đọc qua cái lịch sử của người Hoa Kỳ về ông Kennedy, khi mà ông mở ra cái Peace Corps là ông muốn hướng về những quốc gia nhược tiểu, đem đến cái sự văn minh, văn hóa, sự tự do, công bằng đến cái quốc gia đó và tạo sự cơ hội tốt về vấn đề kinh tế, hỗ trợ về giáo dục để và y tế để quốc gia đó có một cái khả năng đứng vững và tiến triển trong cái xã hội văn minh của thế giới và có những cái chương trình hỗ trợ những quốc gia nghèo để họ có thể vượt đứng vững lên trong cái cộng đồng của thế giới, cái văn minh của thế giới. Đó là một ý tưởng rất là hay. Khi mà những sinh viên của Hoa Kỳ họ ra trường thì họ có một cái giấy mời có thể làm volunteer, tức là tự nguyện đến những quốc gia thiếu văn minh hơn, thiếu cơ hội hơn Hoa Kỳ để giúp họ, giúp những công dân và nước họ tiến triển theo cái đà văn minh nhân bản cho thế giới. Đây là một giấc mơ rất là hay nếu mà được đáp ứng đầy đủ những cái phương thức được cho những người dân nhược tiểu tự do để lựa chọn, được tự do để phát triển, không xen vào nội bộ của quốc gia đó, thì đó là một chương trình rất hay, nó được cần được khuyến khích. Tức là sự san sẻ cái văn minh cho những quốc gia nhược tiểu, san sẻ những sự hiểu biết về nông nghiệp để giúp những quốc gia nhược tiểu họ biết cách canh tác để tạo ra cái nguồn sống cho cái quốc gia nhược tiểu. Đó là điều cần thiết, đáng nhẽ trên một cái trái đất của thế giới, của một cái trái đất này, tất cả con người ta sinh ra ở trên cái trái đất này, họ chỉ là ở những vị trí khác nhau, ở những nơi tương quan với cái địa hình, họ phải có bổn phận tương trợ nhau để sống. Tức là anh sống ở vùng Á Châu, ở những cái gì mà anh phát minh được về nông nghiệp, anh cũng nên trao đổi để cho tất cả những người trong vùng cũng có cái khả năng để canh tác, để có một đời sống tự lập. Đó là một điều rất là hay chứ không phải là dở.
thì tôi mong rằng tất cả những cái gì văn hóa của Hoa Kỳ, cái nhận định văn minh của Hoa Kỳ nếu đem qua NGO đem đến nước Việt Nam phải có một cái nhìn trung thực và phải có một cái nhìn hiểu rằng nước Việt Nam chúng tôi cần cái sự độc lập tự do, chứ không thể nào đem cái NGO đến đất nước Việt Nam để quậy phá cái đất nước Việt Nam. Đó là chỉ cái nhìn của tôi khi mà thấy cái NGO đã được chấp thuận ở Việt Nam. Hy vọng là cái tinh thần của ông Kennedy sẽ được trở lại, đem những cái điều hay, những điều tốt, những cái giáo dục tốt, những nghề canh nông tốt, những kỹ nghệ tốt để giúp người dân có thể sản xuất nó được nhanh chóng hơn, hữu hiệu hơn, nó giúp người dân làm việc nhanh chóng và đủ thời gian, dư thời gian để học hỏi về văn minh, về giáo dục, về những cái tinh thần bổ cho con người. Nghe ngay cả những bản nhạc hay cũng là một điều giúp cho người dân được đỡ cái stress ở trong cuộc đời, trong cuộc sống. Hy vọng đây là một cái bước tiến mới khi mà NGO tới Việt Nam, nó có một hình ảnh tươi đẹp hơn cái hình ảnh của ông Kennedy muốn đem cái Bitcoin đến giúp những quốc gia nhược tiểu, đem cái nền văn minh Hoa Kỳ để tạo ra được cái sự thông cảm giữa hai quốc gia. Không, tôi xin phép nói này, anh cứ lo sợ NGO không, anh yên tâm đi, an ninh của Việt Nam là tuyệt vời lắm. Anh về Việt Nam, anh phá hoại Việt Nam là anh sẽ bị còng tay ngay. An ninh Việt Nam rất là tuyệt vời. Không, tôi không phải là nói là sự nghi ngờ, nhưng mà đó là cái chuyện đương nhiên. Khi mà NGO đã có một cái lịch sử ở những quốc gia nhiệt tiểu khi họ có mặt ở đó, bây giờ hy vọng là cái NGO nó thay đổi, nó không phải là một cái công cụ như ông để chống phá nhà nước. Đúng rồi, đúng rồi. Anh mình nói thêm cái chuyện là NGO này chứ, người Việt Nam mình đây, họ rất là giỏi, khi mà họ nhập cái gì vào đó là họ nhập rất là đúng, và họ dùng cái gì đó thì họ dùng rất là đúng. Cái người Việt Nam mình đó, với người Mỹ á, họ có rất nhiều phương tiện. Mình nhắc lại cái chuyện phương tiện, thì khi Bác Hồ đến đây đi làm việc cũng là ở New York hả ta? Bác đến nước Mỹ mà đọc tuyên ngôn độc lập, Bác rất là thích. Bác biểu là cái này sẽ dùng cho Việt Nam, nhưng mà ngay lúc đó năm 1920 mấy Bác nói là không có dùng như mấy ông Mỹ. Là tại vì thế này, tất cả mọi người chúng ai cũng sinh ra và bình đẳng và có quyền mưu cầu hạnh phúc, là Bác rất thích cái đó. Thì các Bác nói là bây giờ là mình dùng cho Việt Nam này, nhưng mà tại Bác đến Mỹ rồi, Bác đi làm ở New York rồi, thì Bác nói là cái tượng thần tự do đó nó tỏa ánh sáng ra tất cả mọi nơi, nhưng mà ngay dưới cái chân tượng đó, thì người da đen lúc đó vẫn còn là người nô lệ. Tại vì đến năm 1975 mà khi tôi đến đây đó, khi tôi đi học trong trường đó, về cái văn một cái cua về văn minh nước Mỹ ấy, thì báo giáo tôi có nhớ hoài, mình không có được nhớ. Ba là người da trắng hay người da đen? Người da đen. Cũng nhờ cái chương trình từ trước đó, ốp một cái gì đó, ý cô gì đó, mình đi học. Không có. Không phải, cái chương trình Affirmative Action. Affirmative Action. Bà nói là mình học cái cua đó về nước Mỹ mà mình ở đây mình phải học nước Mỹ chứ. Năm 1976, 77 cỡ đó thôi, người nô lệ da đen ở Alabama đến bây giờ vẫn còn là người nô lệ. Thấy, người Việt Nam mình có khả năng thế này, khả năng chọn lựa và sử dụng những cái gì mình đã dùng được. Tôi tin tưởng là cái Peace Corps này, họ đến đây, họ đến Việt Nam, người Việt Nam họ sử dụng rất là tốt. Và Peace Corps, những người vô những người thiện nguyện của Peace Corps, tôi mong có mấy một vài người Việt Nam xin trưởng ở đây về vô trong đó làm việc. Tại vì ở nơi đó họ sẽ hiểu thế nào là hòa bình, Peace Corps mà không thế nào là hòa bình. Và 20 năm sau, năm 2040, sẽ có một người nào ở đó đi ra ứng cử tổng thống Hoa Kỳ. Tại vì tôi biết cái đất Việt Nam mình, cái con người Việt Nam mình, từ hồi nào đến giờ tôi biết là
bao giờ tôi cũng chỉ nói một câu, khi cái sự giao tiếp giữa người Việt Nam với người Mỹ là người Việt Nam đã thuần hóa con đại bàng hoang dã Hoa Kỳ. Tôi cũng mừng là những điều anh nói nó trở thành sự thật. Cái đó là không có gì mong muốn bằng. Nếu mà những chương trình về hòa bình đem đến nước Việt Nam, nó đem được cái sự lợi ích cho nhân dân Việt Nam thì chúng ta cũng chấp nhận. Vâng, nhân tiện bác Song Phạm với bác Phượng vừa mới nói về Việt Nam, thì tôi thấy rằng không biết thế nào đó, cái cơ duyên mà chúng tôi đã được sống ở trên đất Mỹ này, thì càng ở Mỹ chừng nào tôi quay nhìn lại đất nước thì tôi mới thấy làm sao mà người Việt Nam có thể chịu được tất cả những hành hạ, những cái bom mìn, những cái kế hoạch Stanley Vũ Quốc Thúc rồi này kia vân vân đã đè lên đầu lên cổ người Việt Nam. Có những cái chỗ mà gọi là vùng quanh kích tự do, thành ra mới thấy tất cả bom đạn nào bất cứ máy bay cất cánh đi rồi mà về mà không bỏ được ở miền Bắc, không bỏ được ở cái mặt trận nào ở trong Nam đó, thì tất cả cái bom đạn nó đều trả hạ ở đó để mà về cho máy bay trở về an toàn. Thì có một cái nơi mà gọi là vùng quanh kích tự do thì những cái người Việt Nam, những nhân dân Việt Nam, những cái làng xã Việt Nam sống ở trong cái vùng đó sống thế nào đây? Chúng ta cứ hình dung thử coi, nghĩa là hàng ngày bom đạn nó cứ trên đầu như thế, bỏ bom, bỏ đạn bắn phá vô tội vạ, nghĩa là không cần biết cái điều gì cả. Thành ra những cái nơi mà gọi là vùng quanh kích tự do, bây giờ chiến cuộc đi qua rồi, tôi có may mắn mình ở trên cái nước Hoa Kỳ, mình mới thấy tất cả những cái hiểm độc, tất cả những cái gian nan khổ ải mà dân tộc Việt Nam phải chịu. Chơi có nói cái những cái vùng đó là cái vùng mà nhân dân người ta đương ở bình yên, mà người gọi là vùng quanh kích tự do, thì là tự do có bơm có đạn thì cứ đổ ập lên đầu người Việt Nam. Và cái điều mà tôi phải nói, có những cái bây giờ mình thống nhất đất nước rồi, hòa bình lập lại rồi, làm lại cái công việc tổng kết, thì nổi cái xung quanh cái vùng Quảng Trị, Bến Hải, Hiền Lương các thứ đó, mỗi một thước vuông đất đó, là phải chịu 5 cái quả đạn từ cái bom lớn của B-52 cho tới những cái, nghĩa là những cái bom vừa để mà các ông phi công không quân Việt Nam, phi công Việt Nam Cộng Hòa một chút lên đầu người dân Việt Nam. Thành ra có những cái vùng mà có đất người ta đương ở, làng mạc người ta, ông bà người ta sống làng, nhà thờ chùa chiền đứng ở đó, và bom đạn vẫn ọc xuống, gọi là vùng quanh kích tự do. Thưa anh, thì tiếp theo cái ý kiến của anh, vùng quanh kích tự do đó, thì là cô em họ tôi, tức là cô con gái ruột của ông cậu tôi, ông cậu tôi là em ruột của mẹ tôi, tên là Hoàng Khổng Văn, lúc đó cô chỉ mới có 1920 thôi, mà B-52 thỏ bom ở vùng Khâm Thiên đó, cô chết tức tưởi ngay lập tức. Đó là cái đau khổ của chiến tranh. Và bây giờ là 25 năm thanh bình, chúng tôi hy vọng rằng những người Mỹ nào còn cảm thấy rằng là đã giết hại người dân Việt Nam quá nhiều rồi, thì xin cho một lời tạ tội trước những vong linh của những người mà quý vị đã thả bom.